À, chào đón các bác quay trở lại với kênh của em Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Thì báo cáo các bác là trong tuần qua cũng do em đi hôm đấy cách đây một tuần, là hôm đấy là em đi ăn cơm mời thì thấy có con gà, nó không phải gà chọi, nó là gà sống chứ không chuồng mình cơ, nhưng nó dữ lắm, nó dữ, nó thấy người là nó dồn, nó bay, nó đánh, nó đẹp quá, nó bay nó dồn em, anh em nhìn thấy nó dồn bác cứ đẹp quá, thế là em cũng quay lại cho các bác xem đấy, cùng nhau xem đấy. Nhưng cuối cùng là xong đăng lại cho các bác xem thì thôi, đăng lên cái ối giời ơi, thế là từ hôm đấy giờ nghỉ với các bác một tuần. Thì hôm nay em Tuấn sẽ quay trở lại đăng những cái clip mà trong tuần qua em quay, và em sẽ tặng các bác 500k nhé, tặng các bác 500k với một đơn, ví dụ như đơn hàng 7 triệu 9 thì tặng 500 thì còn 7 triệu 4, đơn hàng 6 triệu 8 thì tặng 500 thì còn 6 triệu 3 chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy là những clip em quay giới thiệu bình thường, còn những đơn hàng nào mà em đã giới thiệu tặng tiền ở trong clip rồi thì các bác đừng có, ví dụ như trong clip là 7 triệu 9 em đã tặng các bác 500 rồi thì còn 7 triệu 4, mà bây giờ là bác lại còn bắt em trừ tiếp 500 nữa là còn 6 triệu 9 là không đúng đâu nhá. Clip nào trong clip em đã nói cái chương trình tặng rồi thì các bác thôi, còn những trường clip nào chưa có chương trình tặng thì các bác cứ trừ đi 500 em Tuấn tặng các bác. Những cái clip bây giờ em sẽ đẩy lại một số clip mà trong tuần qua em đăng ở hai kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ và Tuấn Thảo, Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ và Tuấn Âm Thanh Bãi. Sau đây mời các bác vào với clip giới thiệu hàng về phía sau. Em sẽ lọc, em cảm ơn các bác. Vâng, em Tuấn chào các bác. Em hôm nay em chuyên cảm ơn các bác. Hiện tại là tại sao lại nói tri ân? Bởi vì là chỉ có bác nào đăng ký thêm hai cái kênh là Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ và Tuấn Âm Thanh Bãi thì các bác sẽ nhận được cái clip này. Bởi vì là kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ thì test nhạc bản quyền nhiều cho bác quá, lại khóa rồi. Nói chung là khóa thì nó chỉ một thời gian thôi, nhưng mà báo cáo các bác là cũng chiều các bác đấy. Bác nhìn thấy cái 2 3 tuần vừa đây vợ chồng em test cho bác nhạc toàn nhạc bản quyền hết thôi bác ạ. Bởi vì nhiều bác yêu cầu phải test như thế để các bác kiểm tra được chất âm, nhưng quay lại đánh đổi thì nó có nhiều cái nó cũng rất là vất cho bên em, nhưng không sao kệ nó. Hôm nay em Tuấn sẽ chiên là gì, lại tiếp tục thôi. Bây giờ có hai kênh này, thì thật ra là những bác nào quý và đam mê thì bác đã đăng ký sang rồi, thì đây là những người khách hàng rất là thân thiết, bởi vì là những bác sang đây là đa số là đăng ký hết cả 2 3 kênh, bác sẽ biết thì cái tiền em giảm cho bác này là được vào túi các bác. Chứ giờ em Tuấn không mua like nhá, em nói từ trước là không bao giờ em mua like. Em mua like bây giờ họ đẩy cho em một lúc đến mấy nghìn nhá, mấy nghìn view hoặc là mấy chục mấy trăm người hoặc là mấy mấy trăm nghìn người là đăng ký theo dõi chẳng hạn, nhưng mà sau đi là toàn học sinh sinh viên, các em các bạn đấy không thích kênh thì các bạn ấy cũng tự ra, nên là đây là em sẽ là cái chính là em cảm ơn tri ân các bác nhé. Những đôi loa này đã có bản test, đã có video giới thiệu, nhưng hôm nay là do cái kênh Tuấn Thả Tuấn Âm Thanh Phú Thọ khóa ra bản quyền, em lại tiếp tục giảm giá những đôi này, tặng tiền vào túi các bác để cho các bác, đây là những bác nào theo dõi thường xuyên động viên rồi các bác khác biết như thế, vậy là các bác ấy sang biết bên bên này bác đăng ký thêm hộ em chẳng hạn, thì đấy là cách em cảm ơn các bác. Mời các bác vào clip có hết rồi nha. Đôi loa này thì đến từ Anh Quốc, loại Anh Quốc ạ. Này, đôi này mức giá 12 triệu 800. Đôi loa này là đôi loa Calisson. Calisson Ditton, con này có Ditton nha, Ditton 15XR. Các bác cứ gõ model này vào bác tham khảo giá toàn quốc không biết. Made in England. Ok chưa? Hàng rất là đẹp, đã có bản test trên kênh là 12 triệu 8. Hôm nay em Tuấn sẽ tặng các bác 1 triệu, còn 11 triệu 800 nhé. 11 triệu 800 chỉ các bác là xem được clip ở kênh này, bác nào đăng ký thôi. Bởi vì là hai kênh này nó số lượng nó cũng ít. Hai kênh này số lượng nó chỉ bằng 1 phần 5, 1 phần 3, 1 phần 10, 1 phần 15, 20 kênh kia thôi. Ôi dồi, có một kênh bằng 1 phần 40. Bởi vì kênh kia nó 100.000 người mà đăng ký, cần 100.000 người. Đấy. Đôi này tiếp tục lại đôi loa Anh Quốc nữa, đó là đôi loa Wattfather bác nhé, có bản test rồi. Con này hàng độc luôn, hàng siêu độc cho bác, có bản test, bác nào cần em gửi bản test cho. Nhé, bản test. Mức giá 9 triệu 9 giảm cho bác 1 triệu còn 8 triệu 9 nhé. Bác nào đang nhòm những con này thì nhanh tay 8 triệu 9. Đó là con Wattfather. Bác nào thích nhé, em gửi bản test chi tiết và giới thiệu chi tiết có rồi nên không nhất thiết là phải nói nhiều để cho mất việc. Sang tiếp đôi loa Heiko. Đôi loa Heiko này, đôi này phải nói luôn là
Đôi này nó đỉnh nữa này, bác nhìn chưa? Đôi này liên quan, đôi này 4 loa một thùng. Công suất không thấp tí nào, có bảng test cho bác rồi. Trên kênh có rồi. Heiko, loa đến từ Đức, mức giá 7 triệu 9 đúng không? Đây. 7 triệu 9, giảm cho bác 1 triệu còn 6 9. Ok chưa? 6 triệu 9. Các chú ý hộ em nhé, những kênh này em sẽ đăng đăng bài giảm cho bác sướng. Và em sẽ còn đăng nhiều nữa chứ không phải, bởi vì là mục đích bây giờ cái kênh, hai cái kênh này nó ít lượng người theo dõi thì chỉ có cách là giảm thật nhiều tiền cho các bác thì các bác sẽ theo dõi sang thôi, cứ giảm đánh vào túi tiền các bác sẽ ủng hộ. Còn đôi loa này thì đã bán, và đã đang cuốn như bác nhé, cuốn vào rồi. Nhưng mà cái bác đấy, bác đi học hành gì nữa, đến từ ngày đến giờ bác đặt cọc 1 triệu rồi nhé, bác đặt cọc 1 triệu rồi mà đã bán mà vẫn chưa thấy gì. Con này trên kênh là 9 triệu 9 nhé. Em tặng các bác 1 triệu của cái bác đấy. Và 1 triệu em giảm hôm nay nữa. 9 triệu 9 thì còn 8 triệu 9 sẽ còn 7 triệu 9. Con này có bản test rồi nhé. 7 triệu 9. 7 triệu 9. Được chưa? 9 triệu 9 bác ấy đặt 1 triệu. Và bác ấy bảo bác bỏ như nào em không chưa rõ. Đây. Em định đóng rồi nhưng mà bác ấy báo thế. Được chưa ạ? Con này liên quan đến bát 25. Loa Đức. Loa Đức có bản test rồi. Có bản test rồi. 7 triệu 9 của bác kia bác có bảo thôi bác 1 triệu đấy nhá, mấy lại của em 1 triệu tặng hôm nay nữa. Thế là còn 9 triệu 9 của 79. Con này quát đây, quát M150, bác M150 này này. Con này hay nữa là sướng nhất cái là trở kháng nó lại là 4 đến 8 ohm nữa cơ, 150W một loa. Ok chưa? Đây, made in Germany. Đấy. À, vậy là đấy, đang định đóng cho bác nhé. Con này tặng cho bác luôn ạ. Khách 1 triệu, em 1 triệu nữa. 9 triệu 9 thì còn 8 triệu 9 của trừ đi của khách. 1 triệu của em, 7 triệu 9. Bác khách ý, dừng rồi. Ok. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Em Tuấn cảm ơn.